giá vốn trà sen vàng. 8.000 đồng. 8.000 đồng ở đây á thì có tính luôn tiền ly muộn ống hút đang về rồi đó cả nhà. 8.000 với điều kiện là lấy đúng 7 hạt sen, 1/3 vá thạch củ năng, nói chung đúng định lượng. Còn lấy hơn thì từ cộng tiền giá vốn vô ha, được không ạ? Thì trên từng bài á, là Nhi đều có ghi rất rõ giá vốn của từng bài. Thì về mình muốn xem giá vốn mình mở sách mình xem ha. Rồi, như vậy là món trà sen vàng là đã xong. Rất là đơn giản. Mỗi món đều ra món trong vòng 60 giây. Trước đó mình phải chuẩn bị trà, chuẩn bị thạch củ năng, chuẩn bị macchiato hết. Đó, thạch củ. Rồi khi khách tới là kêu món là mình phải trong vòng 60 giây là phải ra được món.